À, hiện tại thì Tuấn đang đứng ở chỗ Bùng Binh, ngay chỗ khách sạn Bin River ấy. À, ngay chỗ đoạn rẽ mà đi rẽ phải là ra cầu Rào Một đi vào trung tâm thành phố Hải Phòng. À, rẽ trái qua đường Bùng Binh thì là đi vào khu à, đi lên cầu Rào Hai. Đó, cầu Rào Một thì như mọi người đã biết thì đang được sửa chữa và thành phố đang cố gắng trong và đầu năm 2022 đấy là sẽ có cầu Rào Một để mọi người có thể thông tuyến đi qua được, đang cố gắng. Và tương lai hình như còn mở rộng cái khu đường Lạch Tray chỗ nối cầu Rào nữa đấy. Ở đấy, còn đây là Tuấn đang chuẩn bị lên khu cầu Rào 2 này. Nếu mọi người không để ý cứ gọi quen là cầu Rào 2 thì mọi người còn cầu khu cái cầu này nó còn biết đến với cái cầu, tên là cầu Võ Nguyên Giáp nhé mọi người nhé. Giống y như cả cái cầu quay mọi người thường hay gọi cầu quay thì thực ra thì là tên của nó là cầu Tam Bạc cơ. Đó. Đấy. Đây là khu cầu Rào 2. À, mọi người sắp sửa nhìn một cái khu chỗ phía bên sông mà Tuấn cũng đã từng chia sẻ trong một cái video Tuấn đi review cái khu sinh thái mà mọi người có thể hội họp được. Đấy, nhìn chéo chéo kia kìa, đằng kia là mấy tòa nhà, nhìn chéo chéo kia, mọi người có thể tham khảo video đấy là cũng có thể nhìn ra cái khu cầu này. Cái khu sinh thái nằm phía ngay sát giữa gầm cầu đi vào. Rồi, nói chung là rộng rãi, đẹp, ăn uống ngon, ok. Mình thấy hôm đấy là hội nhiếp ảnh, mình đi đến đấy và tìm cái khu sinh thái rất là đẹp luôn. Thấy chưa, mọi người nhìn đi từ trên cầu xuống, mọi người nhìn cái khung cảnh, một bên là Vincom Meria và một bên phải như là Waterfront City, khu đô thị bên sông Lạch Tray. Đó, còn bên kia là Vincom Meria, bên trái nữa là có một cái khu bãi cỏ với cả một cái hồ nữa, là mọi người hay chụp ảnh ở khu đấy cực kỳ nhiều luôn. Tuấn cũng chưa review được cho mọi người nhưng mà nhìn cái khung cảnh này khá là đẹp đúng không? Nhìn từ trên xuống. Nói chung là mình thấy là cũng có đoạn này là khá sầm uất, tại vì là cái khu này Tuấn cũng đã review cho mọi người là đi thẳng vào bên trong khu Waterfront City này rồi, mọi người cũng đã sống khá nhiều ở đây rồi. Ở đây cũng có khá nhiều các cửa hàng kinh doanh buôn bán rồi. Có điều tối thì Tuấn chưa đi vào đây thôi. Còn đâu là dọc đường này thì hình như mọi lần đi buổi tối là Tuấn lên hẳn chỗ El Mail, cho nên là không đi lui lên đây. Nhưng mà đây là cũng lâu lắm rồi mới đi buổi tối, mà thực ra là hôm nay là cái hôm thứ bảy hay sao ấy. Tuấn đi vào tầm đầu tháng 10, cái lúc mà đi từ Đồ Sơn về đấy, đến hôm nay mới lên VL chia sẻ cho mọi người. Dọc đây hầu như là những cái shop house nhé, shop house các nhà tòa nhà, mọi người nhìn bên phải đấy, cái nhà tòa nhà cao đó, hai khách sạn Nico ấy. À, mọi người hay hội nhiếp ảnh cũng hay chụp ảnh ở cái chỗ đoạn chỗ Bùng Binh này, nó khá là đẹp, khá là to, và có hai khách sạn bên phải là nhìn đẹp, khá là đẹp đấy. Đấy. Thì hôm đấy đi Đồ Sơn về đến hôm nay mới lên được video cho mọi người nhìn thấy. Cái tầm này nó chỉ khoảng tầm 7 giờ, 7 giờ hơn thôi, cho nên khá là đông. Rẽ phải đây là đường Bùi Viện nhé. Đường Bùi Viện trước là đường World Bank, Tuấn cũng đã chia sẻ cho cô chú chị và các bạn ban ngày rồi. Đi thẳng lên đây là sẽ lên cảng được các thứ được, đường container sẽ chạy thẳng từ đây. Rẽ trái là ra chỗ bến xe Vĩnh Niệm, đi từ đây bến xe Vĩnh Niệm thì khoảng một cây số thôi. Còn đâu là đấy cũng có một cái khu bệnh viện của Vin nữa để mọi người có thể tham khảo được. Đấy, đây là chỗ đoạn Bùng Binh này hơi to đẹp, nói chung là hơi to đẹp. Đấy. Còn đây là cũng sang, vẫn là sang đường Võ Nguyên Giáp. Tuấn sẽ đi thẳng về chỗ hướng chỗ cầu vượt Nguyễn Văn Linh nối với cả đường Hồ Sen cầu Rào 2. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo bên bên kia là cái đền gì nhỉ, tự nhiên lại quên rồi. Còn bên phải bên này là khu cũng là shop house, các tòa nhà hình như của Hoàng Huy hay sao ấy. Dọc đây các tòa nhà hình như thấy cũng anh em thấy mấy anh em giới thiệu cũng hình như cũng song song rồi sao ấy. Nói chung là giá cả cũng không biết là như nào đấy, thấy cũng đối với mình là mắc thôi, nhưng mà có thể đối với nhiều người khác thì chưa chắc đã mắc, thật sự là như thế. Và mình nghĩ là cái khu này trước sau gì đến bây giờ, hiện tại đến bây giờ thì nó cũng đã là sầm uất đông đúc, mọi người nhìn thấy xe ô tô các thứ đậu dài dằng dặc chưa, mấy mỗi lần đèn xanh đèn đỏ tầm tối mọi người đi, thường cái tầm này nữa lại mọi người lại hình như là còn đi lên chỗ siêu thị, đại siêu thị El Mail nữa, cho nên là cũng khá là đông. Cái tầm này kể cả là đi Đồ Sơn về hay là đi ấy về, hôm đấy là đi mọi người đi Đồ Sơn khá là đông, tại vì Đồ Sơn mới mở
mới mở cửa. Tuấn cũng đã review cho mọi người, nhưng năm nay Đồ Sơn rất ít có thể ra được, bây giờ tầm này cũng lạnh rồi. Hôm nay Tuấn cũng đưa lên một cái video rất là nhỏ từ tối 5 giờ tối cũng đã rất là đã tối om rồi mà chuẩn bị lạnh nữa. Lạnh thì cũng khoảng 1-2 tuần nay rồi, nói chung là cũng chỉ tầm mười mấy độ, 18, 19, 20, 21 độ thôi. Đấy, mọi người nhìn chỗ kia bên trái kia. À, rẽ phải đây là đường Thiên Lôi nhé mọi người nhé. Đường Thiên Lôi này thì Tuấn sẽ đợt tới sẽ review cho mọi người, review buổi tối luôn, đi thẳng ra chỗ cầu Rào 2 để mọi người có thể tham khảo như thế nào. Đấy, nói chung là chỗ dọc bên kia mình thấy cũng quán kia khá là nhiều, quán nhiều. Còn đây là cũng khu hình như cổ Hoàng Huy, cũng một cái dự án của Hoàng Huy, hôm nọ thấy mọi người đứng đông lắm, hay có chụp ảnh các thứ, hình như là cũng đang triển khai rồi hay sao ấy. Nói chung là bất động sản chỗ này thì chắc là tăng chóng mặt trong tương lai thôi, tại vì nó kết nối rất là nhiều thứ, bến xe cũng ngay gần đây, bệnh viện Vin cũng có, khu đô thị của Vincom Marina, khu shop house của Hoàng Huy, rẽ phải một chút là ra cầu Rào. À mà nó còn là cái đường kết nối từ trung tâm thành phố đi ra Đồ Sơn nữa nhé mọi người nhé. Nếu mọi người thì hiểu là khi mà mọi người đi từ trung tâm thành phố là phải đi qua chỗ, nếu mà đi từ nhà lớn là phải đi đường Mê Linh xong đi lên đường Hồ Sen đúng không, xong là đi qua cầu Rào 2 để đi ra Đồ Sơn đúng không, còn về thì có phải có thể là về cầu Rào 1 rồi đi đường Lạch Tray, xuyên thẳng đường Lạch Tray về đường cầu Đất ấy, thì tương lai thì tất cả mọi người đi du lịch Đồ Sơn đều gần như là phải đi qua cái đường này, cho nên là nó làm một cái đường chính, đường Hồ Sen bây giờ gần như là đường đẹp nhất Hải Phòng rồi. Đấy, rộng rãi, đường này nó cũng rộng rãi, đi vù vù luôn. Đấy, trong tương lai như còn có mở rộng cả đường Lạch Tray nữa. Đấy, mình thấy có một thông tin trên cổng thông tin thành phố Hải Phòng cũng có nói kế hoạch là cái cầu Rào 2 nó sẽ mở rộng từ cái chỗ đoạn cầu Rào 1 ấy, trên đường Lạch Tray trở đi nữa hay sao ấy. Đấy, mọi người có thể tham khảo trên cổng thông tin thành phố Hải Phòng nhé. Đấy, chỗ đoạn này là siêu thị Elmer rồi này. Đấy, xe vào rất là đông, như buổi tối là nói chung là rất là đông luôn. Tuấn cũng đã review khu siêu thị này rồi, và buổi tối cũng đã review rồi. Đặt còn vài cái video nữa cơ liên quan đến siêu thị này Tuấn còn chưa đưa lên được. Đấy. Lúc nào tầm tối, đặc biệt là thứ bảy, chủ nhật là cực kỳ đông luôn, mặc dù là cái thời điểm này là cái thời điểm cô ấy nói chung là cũng lấp ló đâu đấy ấy. Nhưng mà cũng nói chung là cũng mọi người vẫn đi khá là đông, nhưng mà vẫn bảo 5K, vẫn kiểm soát được. Đấy. Cái thời điểm này nói qua một chút về Hải Phòng để mọi người có thể hiểu được rõ hơn là cái thời điểm này thì Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác, là các nơi thành phố Hồ Chí Minh hoặc các nơi Hà Nội các thứ, mọi người về Hải Phòng hoặc về các tỉnh thành phố, cho nên là cái chuyện F0 có nhiều lên một chút thì cũng không phải là vấn đề. Nói chung là thành phố cũng kiểm soát được, một số cái trường hợp đặc biệt thì họ lại cứ đi ra ngoài thì thôi, thì cái gì nó cũng thôi không nhắc đến nữa. Thì mọi người cố gắng khi ra ngoài vẫn khẩu trang đầy đủ, hạn chế việc ngồi đông người. Nói chung đi ăn uống thì vẫn được đi ăn, các cửa hàng thì vẫn được mở ăn uống, kể cả trong siêu thị cũng được mở ăn uống rồi. Siêu thị Elmer bạn mình đi rồi, siêu thị ăn uống các thứ để mọi người có thể đi ăn uống rồi, nhưng mà ngồi vắng vắng, chỗ vắng vắng một chút, hạn chế ngồi đông người, tập trung đông người. Đấy, chỗ đằng trước kia là cầu vượt Nguyễn Văn Linh, rẽ phải là vào trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Văn Linh ra chỗ cầu vượt Lạch Tray, rẽ trái thì đi ra chỗ cầu Niệm đó. Đấy, còn cái đường Hồ Sen cầu Rào 2 Tuấn cũng đã chia sẻ mấy lần vào buổi tối, chia sẻ cô chú anh chị các bạn rồi, và thực ra là đoạn này cũng sắp hết video rồi. Thì rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh Tôi Yêu Hải Phòng để mà Tuấn cố gắng làm được nhiều video tốt hơn nữa, hay hơn nữa, để mọi người có thể tham khảo được sự phát triển của thành phố Hải Phòng nhé. Còn mọi người tham khảo ở đây đi, nói chung là ở đây chỗ này dần dần phát triển mạnh lắm, có cả video ban ngày Tuấn cũng đã đi rồi, mọi người có thể tham khảo được nhé. Kể cả đường Nguyễn Văn Linh này Tuấn cũng đã đi dọc đường Nguyễn Văn Linh để trở về, nói chung quanh cái khu này Tuấn đã đi rồi, chỉ có buổi tối là Tuấn chưa đi nhiều thôi. À, có một cái khu quán ăn Nhật Vạn đây còn Tuấn còn quay rồi mà chưa đưa lên cho cô chú anh chị các bạn luôn, thằng kia là đường Hồ Sen đó. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều nhé, tham khảo đường Hồ Sen trên kênh Tôi Ở Phòng.